Vâng, sau em lại xin được chào toàn thể các bác, xin chào toàn thể anh em và thợ đánh ong. Thì hôm nay em lại giới thiệu, sau em lại tiếp tục giới thiệu về ba cái bộ quần áo bắt ong phổ biến nhất trong mùa bắt ong năm 2020. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua thì điện cho sau em theo số điện thoại em sẽ để phía bên góc phải của màn hình video của ngày hôm nay nhé. Thì trên người mẫu sau em đang thao tác mặc đây là bộ quần áo bắt ong có quạt. Đấy, bộ có quạt thì nó bằng chất liệu vải bằng da này và nó có quạt. Thao tác mặc cũng rất đơn giản thôi các bác. Tôi chỉ mặc thôi, không cần đóng khóa nhá. Hôm nay em vì là giới thiệu ba bộ luôn là em không kéo khóa, bởi vì là giới thiệu tổng quan. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu mua mà xem cái video này mà vẫn chưa kỹ thì các bác kết bạn với lại số điện thoại Zalo. Đấy, số Zalo là cái số vẫn là hai số ở phía góc màn hình đấy. Thì bên em sẽ tư vấn kỹ hơn, gửi hình ảnh hoặc gọi video trực tiếp. Đây là một cái quạt ở phía trên đầu này các bác này. Ở phía đằng xung quanh đầu cũng có những ô thoáng và có một cái quạt rất là to ở phía lưng. Cái quạt này thì về các bác sử dụng cái sạc pin dự phòng của điện thoại để sạc, để chạy thì là cái quạt nó sẽ quay nhá. Còn khi gửi đi thì bên em là chưa có, để tránh những cái thắc mắc bác bảo là không dùng được quạt. Quạt nó dùng chung với nguồn pin của điện thoại. Với cái bộ này thì cũng được may liền găng tay, liền ủng. Và độ bộ này thì bắt là đảm bảo cho các bác rất là an toàn này, da rất là dày. Bộ này nặng 5kg các bác nhé. Đấy, rất là nặng. Bằng da mà, đây này, chất liệu da các bác nhìn đấy. Rồi. Tiếp tục em sẽ giới thiệu đến cái bộ thứ hai. Cứ để đấy tí gặp sau. Tiếp tục em sẽ giới thiệu sản phẩm thứ hai nhé các bác, cùng theo dõi cái video của ngày hôm nay. Lựa chọn mua sản phẩm nào thì alo trực tiếp cho bên em. Sản phẩm thứ hai là em giới thiệu các bác cái bộ quần áo bắt ong theo mẫu thủ công. Tại vì gọi nó là mẫu thủ công bởi vì là cái này hàng may thủ công chứ không phải sản xuất ở nhà máy. Đấy, gia công thủ công theo cái ý thích và cái chất liệu vải của mình. Bộ này đây là thao tác mặc này. Rồi thế đó, không cần kéo khóa. Bộ này kéo khóa thì kéo từ dưới lên các bác nhé, nhưng mà em sẽ không nhờ người mẫu kéo khóa đâu, để giới thiệu phía bên ngoài trước. Thì cái bộ này găng tay này các bác này, khi đi đánh nhé thì các bác đeo thêm một đôi găng tay bằng cao su nữa, bên em sẽ gửi kèm theo. Chất liệu của cái bộ vải này thì được làm gia công bằng vải giống như dạng vải bò các bác, cứng lắm, ong không thể nào đốt qua được. Điểm khác biệt là phía đằng trước này thì các bác phải đi đánh phải đội thêm một cái mũ để chống cái phần mũi này nó dài ra, cái khoảng cách này nó hơi bị ngắn, các bác đội mũ vào là yên tâm luôn. Bộ này thì chất liệu mềm nhẹ, đấy, phù hợp cho các bác đi đánh, đi vào khu vực rừng sâu có thể bỏ ba lô đi, nó nhẹ hơn cái bộ đồ kia. Cũng được may ở phía chân là liền, phía găng tay nữa cũng liền. Ở phía bên ngoài này khi bác đóng khóa ở đây có một miếng dán này. Thì với tất cả những cái bộ đồ này thì bên shop em đã thường xuyên đi test thử rồi. Được rồi, thay cái bộ kia. Bên shop em đi test thử rồi, cho nên là các bác yên tâm về độ an toàn. Bộ kia bỏ ra giới thiệu thôi, tầm bên ngoài. Bộ tiếp tục show em xin được giới thiệu đến cho tất cả anh em, đó là cái bộ quần áo dàn di, cái mẫu thứ ba trong ngày hôm nay nhé. Làm dàn di cầm thế được rồi. Thì với cái mẫu này thì em làm rất nhiều video rồi, cho nên em sẽ không test trên người mẫu mặc thử nữa. Đây cái găng tay này các bác có thể thấy, đây phía găng tay và cũng được may liền. Thế đây là phía lưới trước mặt này. Bộ này thì cũng cực kỳ an toàn nhé, cũng may liền ủng luôn. Thì cái nhược điểm của cái bộ này ấy thì là cái mùi cao su của nó hơi nhiều. Đấy, với các bác nào mà dùng rồi các bác biết, tuy nhiên là cái độ an toàn thì gần như là tuyệt đối luôn. Đấy. Thì vừa rồi shop em xin được giới thiệu ba cái mẫu đấy.
Thì bây giờ em cũng báo giá luôn để các bác nào mà tiện mua nhé. Đấy, giá của bộ dàn di này là số em đang bán 1.200.000 này. Bộ có quạt là 1.400.000, còn bộ thủ công là 1.600.000. Giá trên là đã bao gồm cước phí rồi. Đấy, có giao dịch gọi là khách hàng quen hoặc là anh em giao lưu, có giao dịch bớt chút ít, các bác có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp. Đấy, tại thời điểm nào thì shop em báo giá thời điểm đấy. Có thể vài hôm nữa giá nó xuống hoặc là cuối mùa bên em sẽ thanh lý, thì các bác cập nhật kênh, thích mua thời điểm nào thì điện thời điểm đấy. Còn giá tại thời điểm hiện tại nhà em đang bán là như vậy. Đấy, giá cả công khai luôn để anh em tiện theo dõi cũng như là tiện mua. Thì với tất cả các cái bộ đồ này thì đều có các cái size số cho khác nhau được rồi. Cho gặp vào đi. Cho các bác từ chiều cao từ 1m6 đến 1m8 đều có thể mặc được nhá. Đấy, còn các bác mà cao hơn thì phải đặt, tại vì là có thỉnh thoảng có bác cao 1m9 thì nếu mà đúng đợt có hàng thì em có, còn nếu không thì chỉ cao từ 1m6 đến 1m8 là phổ thông nhất. Thì cái video của ngày hôm nay show em xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bác thời gian để theo dõi cái video này. Các bác nào mua em xin nhắc lại nhé, là điện trực tiếp cho bên em ship hàng, đồng kiểm, các bác kiểm tra thoải mái thanh toán.